Những maknae kim leader tài năng trong các nhóm nhạc K-pop đã chứng minh tuổi tác chỉ là một con số, vừa là leader, vừa là maknae. Những thần tượng K-pop này vẫn đảm đương xuất sắc vai trò của mình trong nhóm. Trong các nhóm nhạc K-pop, vị trí leader thường được giao cho thành viên có nhiều kinh nghiệm trong công việc, tính cách chín chắn và trưởng thành. Tuy nhiên, có một số ngoại lệ đặc biệt, nhiều nhóm nhạc lại không chọn thành viên lớn tuổi nhất làm leader, thay vào đó lại là em út maknae của nhóm. 1. Seju Trước khi thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm nam Han xuất hiện, Suju là chàng Macombs của Winner. Anh chỉ lớn hơn Chehan vài tháng. Sinh nhật của Suju rơi vào ngày 21 tháng 1 năm 1994. Trong nhóm, Mino từng giữ vị trí leader cho đến khi Giang Han sắp giao trọng trách này cho Suju trong chương trình Win Who Is Next. Kể từ đó đến nay, Suju trong mắt fans hâm mộ luôn là một leader khôn khéo, mạnh mẽ lẫn mềm mỏng đều có đủ. Hai, Quân là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm Playback khi cả nhóm debut năm 2015. Với ca khúc đầu tiên cùng tên với nhóm, cô sinh ra vào năm 1996. Tuy là người trẻ nhất, nhưng lại đảm đương vị trí nặng nề nhất. Quân đã không còn là một maknae kim leader của nhóm khi Playback comeback vào 2017. Với một thành viên mới sinh năm 1997, Yung Jin, 3 CL, một thời gian ngắn sau khi Minzy rời khỏi 2NE1, CL trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm. Cô đã được giao vị trí leader kể từ khi nhóm debut và vẫn tiếp tục giữ vai trò này cho đến khi nhóm tan rã vào năm 2016. 4. Seo Han tài tài An được biết đến là leader tài năng của nhóm Girls' Generation. Nhưng Seo Han cũng được giao vị trí này cho nhóm UNIT có tên TTS. Tae đã tiết lộ trong một buổi phỏng vấn trên radio của SBS năm 2014 rằng cô và Tiffany đã chọn thành viên ít tuổi nhất dẫn dắt nhóm. Khi chúng tôi quảng bá nhóm TT Shell, leader của nhóm là Seo Han, và cô ấy rất yêu thích vị trí này Tae năm 5. Ju Kyung Giống như Woo Lim, Kyung là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm BB, cho đến khi một thành viên khác được thêm vào nhóm. Sinh ra vào tháng 9 năm 1997, cô trẻ hơn các thành viên cùng năm sinh, còn lại chỉ vài tháng. Ju Kyung đảm nhiệm vị trí maknae, Kim Leader của BB, cho đến khi Heon. 1998, xuất hiện trong lần họ tác với ca khúc Đô 6. Sao Taiji Sao Taiji là leader của một nhóm nhạc ca thấp thế hệ đầu. Sao Taiji and Boys hoạt động từ năm 1992 đến 1996. Anh cũng là thành viên trẻ tuổi nhất nhóm, sinh ra vào tháng 2 năm 1972. Các thành viên khác trong nhóm có Lee Juno, sinh năm 1967, và Yang Hain Suk, sinh năm 1970.